do. Ferrari 812 Super Vasa and
lo được. Đó, cái chiếc này rất là cái tiếng nó nổi rất là đẹp, nhìn thấy hai cái phèo không thấy không? Thì cái mâm rất là đẹp không? Còn hiện giờ cái ở ngoài anh thấy gì không? Nó có làm cho rộng ra thì giờ ở ngoài sau nó rất là rộng thấy không? Nhìn màu rất là đẹp. Rất là đẹp không? Còn mình phải
ngồi chiếc Pagani nữa, có bạn trai quá khá. Chiếc này là chiếc Esther Hurt nha, màu đen các bạn.